đóng túi 2 lạng rưỡi. Nam quay video chuyên nghiệp ấy, à, trực tiếp mình phải kiểu chú người mà cái này em đồng quán gì nữa cho nên là chuẩn bị phải của anh ấy. Cái này thì chắc chỉ nấu canh, nấu canh rang rim chứ rim chủ yếu nấu canh đó. Đừng bày người ta làm sai. Nói chung là sai thì vẫn ăn được thôi. Nấu chín lên là ăn được hết. Nó vừa còn còn ngon. Cái thang này chuyển sang buổi sáng nó đâu khỏe thằng qua. Hôm nào những cái thùng to mà nó từ nó bế bế ra hết. Xin chuyển ơi. À, nhưng hôm nay thùng này là đó. Có cái số đít 409 này có nữ xe nhờ nhân viên gọi hộ chị nha, chị trả tiền ship rồi. À kìa không dựng được xe. Mày có nó toé rồi đó, nó cổng xe mới. Chiên hoặc là sốt to. Đây đặt tiền với cái bếp đấy này. Đường nào tỷ nữa cũng phải lấy ra để tẩy hang các bạn. Rất là đẹp và ngon. Hoặc là có cái thùng nào để trong được. Cà phê nướng và cà phê tươi. Bây giờ bên em đang chuẩn bị hàng để đi ship cho buổi sáng hôm nay. Anh chị còn gì thì làm em luôn nhé. Anh chị đã quan tâm lít thì lần này. Món gì dễ nhỉ? Thịt tươi, cả chim. Nhìn giống mấy ông hay giết lợn đấy chú biết không? Anh Hoàng đề từ gỗ anh Mạnh mà như là Thanh đề từ gỗ anh Hoàng. À, cứ lên cho anh. Anh em cứ lựa rồi, anh em cứ lựa. 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 Anh